Sở Giáo dục của làm vườn gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Một cái video ngắn hôm nay thì với cái nội dung sẽ đăng tải lên cái bộ kéo cắt cành loại 1 hàng made in Japan. Và cái bộ kéo này thì ngày hôm nay các bác mua một kéo cắt cành, em sẽ tặng kèm theo các bác một cây kéo tỉa nhé. Và sẽ giới thiệu các bác về cái mẫu kìm cắt dây nhà em đang cung cấp ra ngoài thị trường. Đầu tiên thì sẽ chi tiết về cái dọc kéo đầu tiên. Kéo thì hôm nay em sẽ có tới 3-4 loại kéo để cho các bác mình tham khảo nhé. Đầu tiên thì em sẽ xin chi tiết về cái dòng kéo số 1, đó là cái dòng kéo SK5. SK5 và cái hàng SK5 này thì em cũng sẽ nói luôn là cái hàng SK5 này sẽ có tới 3 loại kéo trên thị trường nhé. Loại 1, loại 2 và loại 3. Nhưng mà khi các bác đã xem cái video và tìm đến cái đơn vị của em thì các bác cứ yên tâm là bên em sẽ luôn luôn gửi tới các bác hàng loại 1, và hàng loại 1 thì bao giờ sẽ nằm ở trong cái hộp như này. Một cái hộp vuông như này nhé, sẽ có chữ 210 đây các bạn. Đấy, đây là cái hàng loại 1 sẽ nằm trong cái hộp như này khi các bác nhận hàng này. Đây là mặt sau của chiếc kéo nhé. Và em sẽ lấy một cây ra để chi tiết cho các bác xem cụ thể hơn. Đây sẽ là cây kéo SK5, sẽ có chữ Made in Japan, đều là chữ chìm nhé. Made in Japan SK5. Phần tay cầm này sẽ được phun sơn màu nhũ trắng bạc rất là đẹp và sang trọng. Được làm bằng hợp kim nhôm ở phần tay cầm và lưỡi thép của SK5, sản xuất theo dây chuyền của Nhật Bản, làm công nghệ ép nguội giúp cho chiếc kéo của bác nhà mình rất là bền bỉ và khỏe nhé. Đây là mặt trước của chiếc kéo này, và cây kéo này tổng chiều dài sẽ là 20 cm các bác ạ. 20 cm kéo cắt cành này nhé, SK5 hàng loại 1. Và các bác sẽ nhìn mặt sau của chiếc kéo này, các bác sẽ mở khóa chốt đây ra đó, các bác phải mở chốt đây mới hoạt động được chiếc kéo nhé. Lò xo này thì sẽ là cái lò xo sâu này để hỗ trợ chiếc kéo các bác cắt cành rất là nhẹ, và sẽ có cái chế độ chống trượt ở trên lưỡi kéo như này đó. Đây là cái hàng loại 1 nhé. Đấy, các bác mà chưa biết cách phân biệt về cái hàng loại 1 như nào thì các bác hãy xem cái video này của em thật kỹ. Và cái kéo này bình thường em đang gửi tới các bác giá sẽ là 200.000, nhưng mà cái video hôm nay em sẽ tặng kèm các bác thêm một cây kéo tỉa nữa nhé. Một cây kéo tỉa màu trắng của hàng Made in Japan. Cây kéo tỉa này thì hôm nay em sẽ tặng kèm theo các bác. Sẽ có chữ Made in Japan ở phần kéo này. Cái này thì các bác tỉa những cành bé nhé. Cành bé này, cành nhỏ này. Các bác sẽ mở cái phần khóa của chiếc kéo đây ra. Đó. Chiếc kéo tỉa này thì cũng sẽ là một chiếc lò xo sâu này. Đó. Các bác nhìn này, đây là mặt trước của chiếc kéo nhé. Và đây sẽ là mặt sau của chiếc kéo tỉa này. Đó. Và toàn bộ ngày hôm nay thì bác mua một cây kéo cắt cành SK5 hàng loại 1 tặng kèm cho các bác một cây kéo tỉa này. Kéo tỉa này em tặng nhưng em không lấy tiền, và giá trị chỉ có 200.000 đồng. 200.000 đồng trên một bộ kéo SK5 tay bạc loại 1, và em sẽ miễn phí ship các bác. Tiếp theo là cái dòng bộ kéo thứ hai, chính là cái bộ kéo mang tên dòng kéo Asaki Japan nhé. Đây, một cây kéo cắt cành và một cây kéo tỉa này bao giờ sẽ đi đôi với nhau một bộ như thế này. Cái bộ này sẽ là cây Asaki Japan, mang mã số là 8643. Đó, cái cây này thì em gọi nó là cây Asaki tay cam sữa cho dễ phân biệt. Bởi vì sao? Cái phần tay cầm này một nửa, một bên cầm này sẽ là một bọc màu cam, một nửa sẽ là màu sữa nhé. Em gọi nó là kéo Asaki tay cam sữa này. Các bác sẽ mở phần khóa chốt đây ra. Với cái kéo cắt cành này thì các bác có thể cắt những cành to này. Đó, lò xo này cũng sẽ là lò xo sâu nhé. Cái dòng kéo này thì em đã gửi tới các bác cũng rất là nhiều rồi, và được các bác phản hồi lại rất chia tích cực. Dòng kéo này các bác cũng rất hay sử dụng này. Đấy. Tiếp theo là cái kéo tỉa có chọn bộ ngày hôm nay. Cái kéo tỉa này thì bao giờ các bác cũng có thể chỉ tỉa những cành bé thôi nhé, cắt cành bé thôi. Còn bao giờ có một cây kéo cắt cành to và một cây kéo cắt cành bé này rồi. Đây, cái dáng nó sẽ gù như này các bác. Đây, Asaki Japan, mang mã số là 8642. Các bác sẽ bỏ khóa chốt đây ra nhé. Các bác cầm cái chiếc kéo này đã thấy nó êm tay rồi các bác. Đây. Đây, các bác cắt cành thoải mái luôn, bởi vì nó bọc hai cái lớp cao su ở bên ngoài. Các bác cầm rất là êm tay luôn. Và cái chọn bộ của ngày hôm nay, bây giờ em đang gửi tới các bác cái giá sẽ là 370.000. Video hôm nay sẽ gửi tặng các bác giảm 70k, chỉ còn 300.000 thôi nhá. Video hôm nay sẽ gửi tới các bác video cái bộ kéo Asaki cam sữa này, giá sẽ là 300.000 một bộ kéo này. Đấy. Bác nào mà đã có rồi thì các bác có thể giới thiệu cho những bạn bè, người thân cùng đam mê niềm bonsai cây cảnh nhá. 300.000 một bộ kéo rất chi là rẻ các bác. Asaki tay cam sữa này. Tiếp theo đó là cái chiếc kéo tay nỉ đen. Tay nỉ đen là một cái dòng kéo mà rất chi là nổi tiếng rồi. Tay nỉ đen hàng Made in Japan nhé. Đây, các bác nhìn này, chiếc kéo này tay nỉ đen đây, sẽ có dòng chữ Made in Japan, chữ chìm ở trên cái phần gần ốc chốt này.
Đó. Tay cầm mình sẽ được bọc nỉ nhá, nỉ em gọi nó là dòng kéo tay nỉ đen. Đó, các bác sẽ mở khóa chốt ở đằng sau giống như cái cây Asaki, à cây SK5 kia. Đó, cái dòng này thì nhìn nó đồ sộ hơn một chút này. Đó, chiều dài của nó cũng sẽ là 20cm nhé, và các bác có thể cắt những cành to. Đó. Cái kéo này ngày hôm nay thì tặng kèm cho các bác một cây kéo tỉa nữa. Cái kéo tỉa của cái bộ tặng kèm cho các bác cái này nhé. Và bộ này cũng sẽ là 200.000. Một cây kéo này là 200.000, kéo tay nỉ đen này tặng kèm cho các bác một cái cây kéo tỉa này cũng giá sẽ là 200.000 nhé. Đó, tiếp theo là cái giới thiệu các bác cái chiếc kìm. Kìm thì hôm nay em sẽ có 3 loại để cho các bác mình tham khảo cũng như là lựa chọn này. 3 loại kìm nhé. Kìm kìm xanh này là cái kìm to nhất này, tổng chiều dài sẽ là 20cm. Kìm xanh tổng chiều dài sẽ là 20cm này các bác này, các bác có thể cắt dây nhôm nhé. À, em sẽ nói luôn là cái kìm này các bác chỉ cắt dây nhôm thôi, chứ các bác đừng cắt dây điện nhé. Đấy, thế cả các bác cắt dây nhôm. Đấy, cái này sẽ là 20cm nhé. Em sẽ đi cắt thử cho các bác này, đây là cái dây nhôm nhà em. Em sẽ nói sơ qua về dòng dây nhôm cuốn cây nhà em thì em sẽ có từ 1 ly cho tới 8 ly. À, kích thước nó sẽ từ 1 đến 8 ly là loại dây nhôm chuyên nghiệp để uốn cây mềm dẻo nhất luôn. Bên nhà em sẽ cung cấp cho bác hàng mềm dẻo nhất luôn nhá. Và cái hàng dây nhôm này sẽ có tới 2 loại cơ. Nhưng mà khi các bác đã xem được cái video và tìm được cái đơn vị của em thì sẽ gửi cho các bác hàng dây nhôm loại 1 luôn. Dẻo nhất và dễ uốn nhất. Và giá thì là 101 trên 1 kg. Các bác mua từ 10 kg em sẽ miễn phí ship vận chuyển các bác. Em sẽ lấy cái kìm này em cắt thử cho bác xem nhá. Xem nó có sắc bén hay không. Đó. Rất chi là sắc bén, em đang cắt vào tay trái các bác ạ. Nên là cắt cầm tay trái đi nhá. Đây là dây nhôm 4 cây nhà em đây. Đấy, bác nào mà có nhu cầu muốn mua dây nhôm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Giá rất chi là yêu thương. Kìm này thì sẽ gửi tới các bác cái giá sẽ là 130.000 một kìm. 130.000 một cái kìm to này nhá, kìm xanh cổ vàng. Và tiếp theo là có dòng kìm nhỏ hơn một chút nữa này. Em có kìm lăn long. Kìm này tuy nó nhỏ nhưng mà rất có võ các bác ạ. Hàng lăn long là cái hàng rất nổi tiếng rồi. À, các bác cắt dây nhôm nhá. Kìm này thì giá trị của nó sẽ là 120.000. 120.000 một cái kìm vàng lăn long này nhá. Kìm này sẽ ngắn hơn cái kìm xanh này các bác. Nó sẽ rơi vào độ 17-18cm thôi. Nó bé này nhưng nó rất là sắc bén luôn. À, tiếp tới là cái dòng kìm đỏ này. Kìm đỏ rẻ hơn nhá. Kìm đỏ rẻ lắm. Kìm đỏ thì em sẽ gửi tới các bác giá sẽ là 90.000 một cái kìm này. Đấy, kìm đỏ đây. Đó. Và video hôm nay các bác mà đang quan tâm và muốn mua những cái sản phẩm mà bên đơn vị của em thì các bác cho em xin một lượt like chuông và đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay hữu ích mà em gửi tới các bác làm vườn trên mọi miền Tổ quốc. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp cho em qua đầu số điện thoại của bên em để đặt hàng nhé. Bên em sẽ nhận và gửi ship hàng trên toàn quốc. Một video ngắn thì em xin phép là tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết cái video của em. Xin gửi lời chào và xin được hẹn lại các bác ở những cái video lần sau.